Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một dãy nhà mặt tiền đường rất là đẹp luôn, nằm trên trục đường đó, nằm trên trục đường Huỳnh Thị Dậu, rất là dễ thương luôn đó, chứ không phải chị Dậu đâu nha cô chú chị nha. Đó thì căn nhà này á, là nằm trên trục đường Huỳnh Thị Dậu cắt với lỡ đường Đoàn Nguyễn Tấn hướng lộ 11, từ chợ Hưng Long Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 700 mét thôi, và xung quanh có đầy đủ chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Về buổi tối thì có chợ đêm, khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Và ở ngay tại khu vực mình ở thì có nhiều cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc tây đầy đủ luôn. Thì căn nhà Tâm giới thiệu cho cô chú anh chị đây có 4 căn mặt tiền và một dãy 4-5 căn ở bên trong, và đã có cư dân về ở hết rồi. Đường đang làm 8 mét chán nhựa luôn. Đó cô chú anh chị nha, chán nhựa luôn, đường 8 mét. Thì ở đây thì đang làm cống rất là to luôn cho gia đình mình. Vì cô chú anh chị mình mà mua thì mua tương lai là quá tuyệt vời luôn. Hiện trạng đây là đường đá, đó đường đá xanh, trải đá hết đầy đủ luôn, và đang chuẩn bị chán nhựa cho gia đình mình. Đó thì khi mà nhựa lên rồi, cô chú anh chị thấy giá trị của căn nhà lên rất là tuyệt vời luôn. Thì Tâm giới thiệu cho gia đình mình đây là một căn gốc mẹ bồng con, hai mặt tiền luôn. Một mặt tiền trước nhà đây là mặt tiền, đó một mặt tiền trước nhà là mặt tiền nhựa 8 mét, và mặt tiền bên hông đây 4 mét bê tông. Đó cô chú anh chị nha, và bên trong thì có rất là nhiều nhà luôn, và cũng có tiệm thuốc tây rồi tạp hóa, quán cà phê ở bên trong này. Thì mình ở ngoài mặt tiền thì mình kinh doanh thì quá là ok luôn. Đó thì căn gốc này Tâm giới thiệu cho gia đình mình đây với diện tích là bề ngang là 6 mét rưỡi, nở hậu ở bên dưới là 7 mét rưỡi nha cô chú anh chị, và chiều dài là 24 mét. Đó tổng diện tích là 162 mét vuông, quá tuyệt vời luôn cho gia đình mình, có số nhà luôn rồi đây, rất là tuyệt vời cho gia đình mình nha. Đó rồi thì căn nhà này với hướng nhà là hướng đông, thuộc về đông tứ trạch dành đến cho gia đình mình. Đó thì cô chú anh chị mình có một cái sân xe hơ và một cái khu vực đây bên ngoài là cổng rào và khoảng sân trước nhà mình, rất là tuyệt vời, đường đèn đường xá đầy đủ hết luôn. Đó và căn nhà này gọi là biệt thự mini mẹ bồng con, rất là tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Hướng đông thuộc về đông tứ trạch dành đến cho gia đình mình. Đó thì ở đây căn nhà chính của mình đây là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, và có một cái nhà phụ để mình để 3 chiếc ô tô, quá tuyệt vời luôn. Đó sân nhà mình có cổng 4 cánh được sơn tĩnh điện cao cấp cho gia đình mình, xe hơi mình chạy vào thẳng bên trong nhà luôn, nên rất là tuyệt vời nha. Ngang 6 mét rưỡi, nở hậu 7 mét rưỡi, và căn nhà này cô chú anh chị dài đến 24 mét, tổng diện tích là 162 mét vuông, quá tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Đổ thật 100% luôn, đà móng cột riêng biệt luôn cô chú anh chị nha. Đó và ép cọc bê tông cho gia đình mình, rất là tuyệt vời. Rồi thì căn nhà này cô chú anh chị mình thấy là kiểu kiến trúc là một chụp một lầu mái Thái, rất là dễ thương luôn. Đó và xây dựng rất là kiên cố, ống tất cả ống thoát nước đây nó phi 72 hết nha. Đó và cô chú anh chị đây rất là tuyệt vời cho gia đình mình, đây phi ống thoát nước rất là dày nha, đó phi 72, wow quá to luôn á cô chú anh chị. Thì bên Tâm là làm để cho gia đình mình có được một căn nhà ở lâu dài vĩnh viễn, thổ cư 100%, và tất cả nội thất, tất cả những cái vật liệu bên trong mình phải làm cho nó hoàn hảo hoàn thiện cho gia đình mình. Đó thì đây là căn nhà mẹ bồng con rất là dễ thương, hướng đông thuộc về đông tứ trạch. Giá căn nhà này chỉ hơn 3 tỷ xíu thôi cô chú anh chị mình xem hết video, và vay được ngân hàng 1 tỷ rưỡi. Đó, 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 7 thì quá là tuyệt vời cho gia đình mình rồi. Đó thì đây cô chú anh chị nha, xem hết video Tâm sẽ báo giá. Buổi tối thì Tâm quay nó hơi ánh đèn lung linh nhớ, buổi sáng thì nó đẹp huyền ảo luôn. Và hướng đông thì rất là mát, vào cung tài lộc đó, vào hướng tài lộc rất là tốt luôn cho gia đình mình. Ngoài đây thì mình là căn gốc có rất là nhiều cửa sổ, và Tâm cũng làm mái hiên che cửa sổ hết rồi. Rồi rất là tuyệt vời. Rồi mặt dựng của căn nhà bên Tâm ốp là đá bóng kiến, rất là đẹp và sang cho gia đình mình luôn. Đây là cửa kiến cường lực 100% hết cho gia đình mình, rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Đây 4 cánh. Cô chú anh chị mình ở đây thì dân cư rất là đông đúc và rất là dễ thương luôn. Và khu vực này cô chú anh chị mình kinh doanh mua bán rất là thuận tiện, do đường xá thì thông thoáng, đường thông luôn, nên là rất là tuyệt vời. Và ở đây thì có rèm cửa đầy đủ hết, tặng hết cho gia đình mình luôn. Rồi đây là không gian của phòng khách thì rất là rộng và thoáng cho gia đình mình.
tất cả tâm ốp gạch là lên tới 1,5 m nha cô chú anh chị nha. Và những cái gạch này là lỗi nhất luôn. Rồi bên trên thì gia đình mình thấy là tâm làm là hệ thống trần thạch cao, và trần đây cao 3,5 m và giật xuống còn 3,3 m đó cô chú anh chị nha. Và có một cái quạt trần ở bên giữa rất là đẹp và sang. Ở bên dưới thì tâm ốp là đá bốn kiến là 60 x 60, và gam màu đây là gam màu gỗ, vân gỗ rất là dễ thương luôn. Rồi đây có cửa sổ của chú anh chị, wow, quá tuyệt vời cho gia đình mình đó. Rồi ở bên dưới tầng chợt thì có được là cái một cái phòng ngủ dành cho những cô chú lớn tuổi, mình đau chân mỏi gối mình hạn chế lên cầu thang, thì đây là một cái phòng ngủ rất là tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Dây chờ máy lạnh nè, rồi có đèn ngủ đầy đủ hết cho gia đình mình, gạch thông gió đó, và rất là tuyệt vời đấy. Ở đây thì có cửa sổ hết, tất cả bằng nhôm sinh pha kiến cường lực hết cho gia đình mình, nên rất rất là thoáng luôn hả cô chú chị nha. Rồi đây là không gian của bếp, thì bên tâm đã set up hết cho gia đình mình là mặt bếp bằng đá hoa cương nè đó. Rồi về nếu gia đình mình muốn làm tủ bếp thì bên tâm sẽ thi công làm cho gia đình mình, ghép vô đầy đủ hết cho gia đình mình đó. Rồi bên trên thì có đèn ba ngọn rất là dễ thương luôn. Rồi ở bên hông đây thì có cửa sổ hết và rèm cửa cho gia đình mình, nên rất rất là đẹp luôn. Rồi vào bên trong một xíu thì cô chú anh chị mình thấy có một cái nhà vệ sinh đó, ở bên trong rất là tuyệt vời luôn. Nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn, có bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen đó. Và ở đây thì có bồn lavabo bên ngoài đó. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy là có ống nước vô nước ra để mình để máy giặt và ổ cắm luôn. Và đây là phần sân sau đó, mẹ bồng con là đây. Thì phần sân ở ngoài đây ấy, cô chú anh chị mình có thể là chạy chiếc ô tô đó, 3 chiếc ô tô vào tới tận bên trong nhà luôn. Và cái khoảng phần sân sau đây mình có thể là rửa bát, rửa rau số lượng nhiều, theo giống như là mình có tiệc tùng hoi nôi tiệc cưới thì ở đây tổ chức cực kỳ là tuyệt vời luôn đó. Và ở nguyên một cái dãy hành lang ở đây thì cô chú anh chị mình tổ chức một cái dàn đám đây. Có đám tiệc đi thì ở đây thì quá là tuyệt vời và rất là phù hợp cho những cô chú anh chị nào mà muốn làm một cái nhà tổ đó. Ở nhà tổ và biệt thự mini này thì quá là tuyệt vời luôn. Ở bên ngoài sân mình rất là rộng, mình có thể làm thêm một cái hồ cá coi, hồ non bộ thì là quá tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Rồi thì mời cả gia đình mình cùng tâm lên trên lầu 1 của căn nhà. Thì khi mà lên lầu 1 của căn nhà, cô chú anh chị sẽ thấy được cái phần căn nhà rất là thoải mái và rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Ngang là 6,5 m, nở hậu là 7,5 m, và diện tích chiều dài của căn nhà là tới 24 m thì quá tuyệt vời rồi. Rồi tất cả tay vịn ở đây tâm làm bằng gỗ căm xe và kính cường lực. Và khi mà lên cầu thang thì bên tâm có làm những cái khung rất là dễ thương, bậc đá bằng bậc cầu thang bằng đá hoa cương kim sa rất là dễ thương luôn. Thì căn nhà này chỉ hơn 3 tỷ xíu thôi, cô chú anh chị nào mà nhanh tay sở hữu được căn nhà này thì quá là tuyệt vời. Cam kết tường đà móng cột riêng biệt và sổ hồng riêng thổ cư 100% đó, và đổ thật 100% luôn nha. Đổ thật hết 100% cho gia đình mình. Thì đây hiện tại là tâm đang đứng trên lầu 1 của căn nhà, quá là tuyệt vời. Có diện tích dài đến 24 m² thì đi mỗi chân luôn nha, đi mỗi chân luôn, xây hết luôn cho gia đình mình. Đây là nhà vệ sinh lên trên tầng lầu 1 của nhà mình, có bồn lavabo bên ngoài để tiện khi mà gia đình mình có người kẹt ở trong nhà vệ sinh đó, thì mình có thể là rửa ráy vệ sinh ở ngoài đây đó, rất là tiện luôn cho gia đình mình. Cửa sổ đây rất là thông thoáng đó. Và đây là phòng ngủ thứ hai cho gia đình mình, rất là rộng và tuyệt vời luôn, rộng rãi thoáng mát. Và ở đây cô chú anh chị mình ở thì rất là tuyệt vời, rất là yên tĩnh, rất là an ninh đó. Và ở khu vực này dân cư rất là hiền hòa, rất là dễ thương, và đường nhựa lên nữa rồi thì giá trị căn nhà quá tuyệt vời luôn. Rồi đây là phòng ngủ thứ ba cho gia đình mình đó. Phòng ngủ này cũng rất là rộng luôn và có gạch gió đó, gạch thông gió cho gia đình mình nha. Có đèn ngủ nè, đầy đủ hết cho gia đình mình, rất là tiện luôn. Rồi ở bên ngoài đây cô chú anh chị có được một cái phòng ngủ bên ngoài, mình cũng có thể làm phòng thờ. Thì đây có đầy đủ CB, rồi đèn ngủ nè đó, rồi rèm cửa 100% hết dành đến cho cô chú anh chị luôn, rất là tiện và rất là đẹp luôn ha. Có cửa sổ bên ngoài nè, đây hai bên thì có cửa sổ hết, cửa sổ đơn đó. Và đây hai trụ cột
phủ nhũ đá rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Về buổi tối đây thì cô chú anh chị mình thấy rất là thoải mái luôn đó, rất là đẹp luôn. Và ở đây thì sáng người ta đi, tối người ta về đó, đèn đường đầy đủ luôn, trồng cây cục điện rất là cao. Thì mời cả gia đình mình xem tổng quan lại căn nhà của mình, rồi Tâm sẽ đến phần báo giá và để cho cô chú anh chị mình xem căn nhà đầy đủ diện tích, đầy đủ thông tin đó. Và căn nhà với một cái thiết kế là mẹ bồng con thì rất là tuyệt vời cho gia đình mình luôn đó. Tới 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, và điều đặc biệt là có một cái gara để ô tô thì quá là tuyệt vời. Và cái hành lang của nhà mình đó thì rất là rộng, mình có thể tổ chức đến 10 bàn ăn đó khi mà có đám tiệc, tiệc cưới, và phù hợp cho đại gia đình mình làm một cái nhà tổ, nhà thờ, nhà tổ giống như tổ nghệ sĩ vậy. Tổ nghệ sĩ thì quá lớn rồi, gây tổ gia đình thôi đó thì quá là tuyệt vời. Và được cái là mặt tiền đường 8m, chán nhựa, đang chán nhựa, hiện tại nó là đá xanh và đang làm hết rồi, đã có kế hoạch làm hết cho gia đình mình. Và khi mà chán nhựa nữa thì cô chú anh chị thấy giá cả của căn nhà lên theo hiện trạng của căn nhà rất là tuyệt vời luôn đó. Thì đây cô chú anh chị có một cái khoảng sân rất là tuyệt vời. Thì khoảng sân này cô chú anh chị mình có thể là đậu ô tô và có tiệc tùng tổ chức ở đây rất là thoáng luôn đó. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Huỳnh Thị Dậu, mặt tiền đường 8m, đang chuẩn bị chán nhựa luôn đó, và đặt cống rất là lớn luôn rồi cô chú anh chị nha. Cái căn nhà này với đường là đường Huỳnh Thị Dậu và cắt với lại chợ Hưng Long, đường Đoàn Nguyễn Tuấn, Hương Lộ 11. Từ chợ Hưng Long vào bên trong nhà bị chỉ có 700m thôi. Và căn nhà này là biệt thự mini mẹ bồng con, rất là dễ thương luôn. Với lối thiết kế là một trệt một lầu mái thái, và diện tích của căn nhà này là 6m rưỡi mặt tiền, nở hậu 7m rưỡi với chiều dài là 24m, tổng diện tích là 162m2 đó. Và căn nhà này tường đà riêng, cột riêng, bê tông cốt thép 100% luôn đó, ép cọc bê tông đầy đủ luôn cho gia đình mình, với hướng nhà là hướng đông, thuộc về đông tứ trạch. Và căn nhà với đầy đủ công năng là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 sân trước rất là rộng, và 1 căn nhà nhỏ bên hông để mình có thể là để ô tô đến 3 chiếc xe ô tô 7 chỗ, hoặc là mình có thể tổ chức tiệc tùng đến 10 bàn trong nhà của mình thì là quá tuyệt vời luôn. Và giá của căn nhà này công khai luôn là chỉ có trên dưới 3,2 tỷ, chỉ có dưới 3,2 tỷ thôi cô chú anh chị nha. Dưới 3,2 tỷ thì cô chú anh chị nhanh tay sở hữu được căn nhà vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý, và giá cả bên Tâm là trực tiếp thương lượng với cô chú anh chị luôn, và để cho gia đình mình có được một căn nhà đón Tết tốt nhất, và điều đặc biệt là uy tín cũng như chất lượng, bảo hành 12 tháng, tất cả những giấy tờ pháp lý thủ tục bên Tâm lo từ A tới Z cho gia đình mình luôn. Dưới 3,2 tỷ thì quá là tuyệt vời rồi đó. Thì cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu căn nhà vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý, và biệt thự mini thì quá là tuyệt vời với đường nhựa đang hình thành. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Tâm, và chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký, like, share, comment của kênh của Tâm để Tâm có thật nhiều video, thật nhiều thông tin đưa đến cho cô chú anh chị mỗi ngày. Và điều đặc biệt nữa là đưa đến cho cô chú anh chị những căn nhà chất lượng nhất, phù hợp nhất, và cũng như là đem đến cho gia đình mình nhiều cái uy tín nhất để cô chú anh chị có được căn nhà làm tài sản cho tương lai. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.